mến chào các bạn. Các bạn thân mến, khởi động mùa hè với nhiều hoạt động thu hút khách du lịch đến với thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Một trong những hoạt động thú vị vừa diễn ra đó chính là lễ hội khinh khí cầu với chủ đề Quy Nhơn Thiên Đường Biển, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp mắt của lễ hội này nhé! Lễ hội khinh khí cầu năm 2023 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 tại thành phố Quy Nhơn. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định tổ chức lễ hội này để quảng bá hình ảnh du lịch Bình Định đến với du khách trong và ngoài nước. Du khách đến với lễ hội được chiêm ngưỡng các khinh khí cầu với đủ màu sắc, kích thước và chủng loại. Đây cũng là cơ hội để các du khách yêu thích và khám phá những điều mới lạ, có cơ hội được trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu và ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của một thành phố biển xinh đẹp. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm hưởng ứng lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch Quy Nhơn Bình Định, điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, đến với khách du lịch trong nước và quốc tế, nhất là dịp hè năm 2023 năm nay. Với mong muốn con người có thể bay như một chú chim trên bầu trời, từ lâu ý tưởng về khinh khí cầu đã được các nhà khoa học nghiên cứu và sáng tạo. Một khinh khí cầu bao gồm một túi lớn chứa không khí nóng, một chiếc giỏ đan bằng liễu gai dành cho khoang hành khách. Trong chiếc giỏ này có một bệ đốt sử dụng nhiên liệu khí propane được lưu giữ ở dạng lỏng nén trong các xi lanh đặt trong giỏ khí cầu. Khi phi công đốt lửa, ngọn lửa sẽ làm nóng không khí bên trong quả bóng. Quả bóng bắt đầu phình to lên, kéo theo chiếc giỏ và mọi người bên trong bay lên. Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác bay bổng, lướt theo gió từ trên bầu trời cao xanh, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh vật từ trên xuống với một góc nhìn hoàn toàn khác, thì khinh khí cầu là một phương tiện bay trên không đáp ứng những điều đó. Các bạn thân mến, khinh khí cầu với đủ màu sắc bay lơ lửng trên bầu trời xứ Nẫu sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với du khách. Còn đối với các bạn học sinh như chúng mình, thay vì trải nghiệm bay tự do trên khinh khí cầu, chúng ta có thể dùng cọ để vẽ nên những khung cảnh xinh đẹp đó cùng với những người bạn thân yêu của mình. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng tham dự một buổi workshop vẽ tranh với chủ đề khinh khí cầu để cùng chuẩn bị chào đón một mùa hè ngập tràn sắc màu đến với chúng mình các bạn nhé! Workshop được hiểu là một buổi học nhỏ kéo dài 3 đến 4 tiếng. Người tham dự sẽ được hướng dẫn chỉ dạy về một vấn đề cụ thể nào đó. Hôm nay, buổi workshop vẽ tranh với chủ đề khinh khí cầu do cô giáo Ái Nhi tổ chức được giới hạn khoảng 10 người để đảm bảo chất lượng và phù hợp với không gian. Workshop vẽ tranh khác với một lớp học vẽ chuyên nghiệp. Dù khởi điểm là người chưa từng vẽ tranh hay là người có năng khiếu về hội họa, ở độ tuổi nào, các bạn đều có thể tham gia các buổi workshop này với mục đích vui là chính. Những hoạt động nghệ thuật vẽ tranh như thế này đang dần được phổ biến và lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Quy Nhơn, nhằm tạo môi trường cho các bạn yêu nghệ thuật có cơ hội cầm cọ, sáng tạo, thả hồn với màu sắc. Hơn hết là giải tỏa mong muốn tham gia nghệ thuật còn bị kìm nén trong người. Thay vì ngủ nướng, dành cả ngày xem TV, điện thoại hỏng mắt, ảnh hưởng không tốt đến tư duy, cùng nhau tham gia các hoạt động như thế này mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh. Hoạt động hôm nay bao gồm cả thiếu nhi và người lớn tham gia chung. Đây là những người có tâm hồn yêu thích nghệ thuật, yêu thích mỹ thuật, mong muốn thả hồn lên trang giấy với màu sắc, giao lưu, thư giãn và tự do trải nghiệm không gian hội họa sáng tạo. Thật ra, vẽ chỉ là nghề tay trái của tất cả nhân sự tại đây, nhưng mọi người gắn kết với nhau là do niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn truyền cảm hứng ấy đến với mọi người, mang giá trị tinh thần cao nhất cho các buổi học hiện có. Đến với cái workshop lần này á, thì bên mình sẽ chuẩn bị tranh mẫu trước. Trong một tuần thì các con được bố mẹ sẽ đăng ký cho các con đến tham gia với cô giáo. Trong cái workshop đó các con sẽ được vẽ tranh và uống nước.
Ví dụ như vẽ tranh thì mình sẽ làm quen với màu acrylic, mình vẽ trên khung canvas nè. Xong rồi cô sẽ hướng dẫn cho các con cầm cọ xong rồi mình tô màu. Tại vì là có những bé là không có biết vẽ hoặc là các bé đang biết vẽ rồi thì mình phải hướng dẫn từng bước. Từng bước, sau đó các con vẽ được rồi thì mình sẽ hướng dẫn bước tiếp theo. Ví dụ như là mình phác thảo trước nè, xong rồi sau đó mình sẽ tô màu lên. Và trong lúc mà mình hướng dẫn đi thì các con có thể làm theo cô giáo hướng dẫn và có thể là tự các con pha cái màu của con yêu thích và vẽ những cái hình liên quan với chủ đề mà cô đưa ra. Học viên không cần phải chuẩn bị gì, chỉ cần mang theo một tinh thần thoải mái. Từ các họa cụ màu acrylic đến cô giáo trợ giảng mỹ thuật, mọi người đều sẵn sàng túc trực hướng dẫn một cách tỉ mỉ. Từ cách chia bố cục, phác thảo, vẽ tranh, phối màu, học viên có thể vẽ một bức tranh hoàn chỉnh nhất. Các bạn sẽ vẽ tranh trên chất liệu canvas, sử dụng màu acrylic là hợp chất rất thân thiện với con người và an toàn cho trẻ em. Tại vì ở trong trường thì các con đã được học màu sáp dầu này, màu nước đi. Thì ở trên này mình sẽ dùng cái màu acrylic và cái màu đó nó tốt hơn nè. Mình có thể giữ lại để làm quà tặng. Ví dụ như các con có thể tặng ba mẹ, tặng ông bà, tặng thầy cô. Và mình sẽ giữ cái bức tranh đó rất là lâu về sau nữa. Hàng chục năm cũng được để tụi con lưu giữ cái kỷ niệm của mình. Trong khoảng 3 giờ đồng hồ, với tiếng nhạc du dương, mọi người dường như quên hết tất cả, chỉ thả hồn vào nét cọ, vào bức tranh, cảm giác thật thư giãn. Bức tranh với những chiếc khinh khí cầu màu sắc bay trên biển đã dần hiện lên qua nét vẽ của các bạn. Vừa rồi thì con có nhìn thấy được các khinh khí cầu rất là đẹp, lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn. Con rất là thích, với lại hôm nay con được tham gia buổi học vẽ này về chủ đề khinh khí cầu thì con cảm thấy là nó rất là hay và con cũng cảm thấy thích cái buổi học vẽ này. Vẽ như này thì nó giúp con có thể sáng tạo được những thứ mà mình thích, mình có thể tiếp xúc được với màu sắc, rất là thích hợp. Con rất là thích học vẽ mà con đã xin mẹ chở con tới đây để tham gia lớp học vẽ và vẽ những bức tranh, có những cái khinh khí cầu đang bay, dạ, là gồm có biển với là cát, khinh khí cầu và những đám mây. Không cần đến các lớp học thêm sau giờ học ở trường, không cần khó khăn cân nhắc có theo được một khóa học vẽ hay không. Workshop vẽ tranh là địa điểm đáng chú ý của các bậc phụ huynh vào mùa hè năm nay. Ở đây các con được tiếp xúc môn mỹ thuật một cách tự nhiên, thoải mái nhất. Hơn nữa, khác với tiết học trong phòng học khô cứng, các con được học dưới không gian thư giãn gần gũi nên sẽ tiếp thu kiến thức nhanh nhất, nhiều nhất. Khi mà cô dẫn các cháu đi là nói là đi với bà để đi tới học vẽ. Trời ơi, đứa từ đứa lớn tới đứa nhỏ, đứa nào cũng phấn khởi hết. Và khi mà cô tới, cô nhìn, cô chứng kiến tham gia cái buổi học của cô Vi dạy cho các em vẽ như thế này thì từ cháu của cô hoặc là các cháu ở đây rất là phấn khởi. Thật lòng là cô thấy là khi mà tới học cái lớp vẽ này thì các cháu mở mang kiến thức nhiều nè. Rồi từ cái chỗ mà vẽ rồi tiếp xúc với màu sắc, những cái cảnh thì nếu mà cháu lớn thì khác rồi, nhưng cháu nhỏ thì cô thấy rất là mừng. Ví dụ như bữa nay, hôm nay là ở nhà thì thường là đa số nhà nào cũng là mỗi người một cái điện thoại vi tính, và các cháu cũng vậy. Nhưng mà khi mà cô đã cho các cháu tham gia đây được nhiều buổi vẽ thì về nhà, bà nội ơi, bà nội cho con tiền để chi con, thì để con mua nè, mực nè, màu nè, phẩm nè, để con vẽ. Như vậy thì cô rất là mừng. Nói riêng với gia đình cô, các cháu ở gia đình cô thì nói chung thì cô thấy mà tham dự cái buổi học vẽ đây là rất là tốt. Các buổi workshop được sắp xếp qua các chủ đề đa dạng như chủ đề cá voi, cánh diều và bình yên hay tóc mây bồng bềnh.
Mỗi bạn sẽ có một trải nghiệm khác nhau tùy thuộc vào tính cách cũng như được hòa mình vào không gian nghệ thuật, tràn đầy cảm hứng và nâng cao tay nghề của bản thân thông qua những bức tranh với phong cách gam màu riêng. Mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai, nhưng trên tất cả là sự hồn nhiên, thỏa mãn, nụ cười của mỗi học viên sau khi hoàn thành bức tranh. Giá trị của những buổi vẽ tranh không phải là vẽ được bức tranh đẹp hay không, mà là khoảng thời gian được trải nghiệm, được thư giãn và chia sẻ cảm xúc với những người yêu hội họa. Vẽ để trải nghiệm, giải trí, học hỏi hay giao lưu kết bạn, dù là mục đích nào thì vẽ tranh cũng mang đến những giá trị tinh thần tích cực cho mọi người và ngày càng được nhiều người yêu thích đón nhận.